nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu sau mưa lớn. Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ khiến nhiều tuyến phố tại các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai bị ngập sâu 30-50cm, nhiều xe chết máy. Khoảng 14 giờ ngày 31 tháng 7, các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên, mưa lớn. Hàng loạt tuyến phố như Tô Hiệu, Trần Bình, Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Bùi Xương Trạch, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Nguyễn Chính bị ngập 30-50cm. Tại khu đô thị Sa La, quận Hà Đông, nước ngập nửa bánh xe máy. Một phần đường Nguyễn Trãi hướng về quận Hà Đông bị ngập, nhân viên thoát nước túc trực để khơi thông cống rãnh. Theo công ty thoát nước Hà Nội, đến 15 giờ 10 phút cùng ngày, lượng mưa tại quận Hoàng Mai là 200mm, Thanh Trì 103mm, Nam Từ Liêm 98mm, Hà Đông 94mm, Thanh Xuân 75mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ngập ở nhiều khu vực. Ô tô qua đoạn ngập trên đường Nguyễn Trãi bị chết máy, dừng lại giữa đường gây ùn tắc cục bộ. Nơi để xe máy của sinh viên trường Đại học Kiến trúc, đường Nguyễn Trãi cũng ngập nửa bánh xe. Nước tràn vào cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Trãi gây ngập tầng hầm, chủ nhà phải dùng máy bơm hút hơn một tiếng vẫn chưa cạn. Người dân lội nước ngập tới đầu gối để về nhà trên phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân. Người dân chật vật rời xe buýt khi đường phố bị ngập. Đoạn trước cửa bệnh viện 103, quận Hà Đông, cổng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, quận Thanh Xuân ngổn ngang rác thải sau khi nước rút. Cảnh sát giao thông phân làn, giải tỏa ách tắc trên đường Nguyễn Trãi sau khi nước rút. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Hà Nội cũng như nhiều tỉnh miền Bắc mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Dự báo mưa kéo dài đến ngày 5 tháng 8, riêng đêm ngày 31 tháng 7 và ngày 1 tháng 8 Hà Nội cũng như các tỉnh đồng bằng mưa 30-60mm. Vùng núi và trung du Bắc Bộ từ chiều ngày 31 tháng 7 đến 2-8 mưa 60-120mm. Có nơi trên 200mm. Người dân cần đề phòng ngập úng ở đô thị, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. 2 giờ trời bắt đầu mưa, đến tầm 2 rưỡi ngập vừa ngang xe. Bà con leo tạm vỉa hè, lòng đường chỉ để đi ghe, chèo thuyền. Cá tôm bỗng sướng như tiên, được ngao du khắp mọi miền thủ đô. Mấy anh cá lớn trầm trồ, suýt xoa được ngắm mấy cô chân dài. Kìa xem ếch nhái trổ tài, thi bơi trên phố mấy ai sánh bằng. Mặt đèn đỏ, cứ băng băng, cua vài ba chú lăng xăng qua đường. Có đàn vịt rất dễ thương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.